là ví dụ em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm, ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi, đơn giản mà, cuộc sống mà, em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Liệu em có muốn làm bàn đạp cho người khác không? Mình đã từng nghe một câu như thế này: khi mà bạn cố gắng thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn. Có đôi khi những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra không phải lúc nào cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng nếu chúng ta không bỏ ra sự nỗ lực thì sẽ chẳng bao giờ nhận được một kết quả tốt đẹp. Vậy nên cậu phải cố lên nha. Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bỏ. Nhưng cho dù bạn đang làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Hãy luôn tự nhủ với bản thân: bạn có thể kém thông minh, kém hơn người khác với xuất phát điểm, nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3 lần, gấp 4 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Dù chưa tìm ra được cách nào tốt hơn bằng việc nỗ lực, bằng sự kiên trì. Có lẽ không ít người giật mình khi nghe câu nói này: trong những năm tháng có thể học tập tốt nhất, bạn lại chọn yêu đương. Trong những năm tháng bạn có thể chịu khổ tốt nhất thì bạn lại chọn cách an nhàn hưởng thụ. Đầy rồi năm cạn tháng mòn, bạn đã bỏ lỡ những ngày tháng có thể chịu khổ để phấn đấu đưa bản thân đến một cuộc đời mở mang và ý nghĩa hơn. Đừng để bản thân phải hối hận vì chỉ toàn những điều vô nghĩa tẻ nhạt mà bạn đã làm. Chúng ta không nên bận tâm quá nhiều về những số tiền bạn bè đồng trang lứa đang kiếm được. Đôi khi nó khiến các bạn trở nên áp lực, đúng không? Điều quan trọng nhất không phải là người khác, họ đang làm gì, mà là bạn đang làm gì cho cuộc sống của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Nếu như mà cái thời gian bạn dành để buồn phiền, rồi để so sánh, rồi là để cảm thấy đời bất công đó, bạn dành để học, để trau dồi kiến thức, để chăm chỉ làm việc, để phát triển bản thân mình, thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ thay đổi. Làm gì cũng luôn luôn phải ghi nhớ lý do mà mình đã bắt đầu. Lý do này có thể là động lực cho mình tiếp tục một việc gì đó, ngược lại cũng có thể là yếu tố giúp mình quyết định dừng lại. Khi mà bạn làm một điều gì đó trong một thời gian dài và cần nhiều nỗ lực thì chắc chắn là sẽ có những cái lúc bạn cảm thấy chán nản. Việc gì cũng sẽ có những khó khăn riêng và bạn sẽ có những cái lúc xuống dốc thay vì lên dốc. Cái lúc này thì bạn có thể nhớ lấy lý do mà đã khiến bạn bắt đầu từ những ngày đầu tiên. Điều quan trọng nhất không phải là người khác, họ đang làm gì, mà là bạn đang làm gì cho cuộc sống của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Nếu như mà cái thời gian bạn dành để buồn phiền, rồi để so sánh, rồi là để cảm thấy đời... Khổng Tử cũng đã nói rồi, không quan trọng em chậm như thế nào, miễn sao em đừng bỏ cuộc. Nếu như em đã biết mình chậm thì sự cố gắng của em so với những người khác cần phải nhiều hơn, hiểu chưa? Và cũng đừng bao giờ so sánh mình với người khác, bởi vì người tài giỏi trên thiên hạ này không mà đầy. Đừng bao giờ nhìn người khác giỏi một lĩnh vực nào đó và mình phải cố gắng giỏi y hệt họ, bởi vì mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng.现在的你，每一次想要努力的念头，都可能是未来的你在向现在的你求救。这个世界真的很公平，你想要比别人强，你就必须去做别人做不到的事情。你想要更好的生活，你就必须先去承受更多的苦难，承受别人不能够承受的压力。不要让任何人偷走你的梦想，因为没有任何人能为你的人生买单。哎，你看外面，过不了多久阳光就会出来了，风雨都会停止，所有不好的东西都会变得美好起来，你也是。những năm tháng ấy mình đã đi qua, những
đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên. 5月再见，六月你好，希望这个夏天天气凉快一点，西瓜甜一点，生活顺心一点，爱我的人多一点。